Rồi. Rồi, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu về cái nhóm nghiên cứu độc lập STCM. Chúng tôi gồm có những người sau đây. Đó. Một. Đây là mình giới thiệu về các nhân vật ở trong nhóm mình đó. Đồng với đảng quốc gia. Rồi bây giờ coi như là những người trong đó, trong nhóm đó, thì bây giờ chúng tôi là có kinh nghiệm về cái nghề mà nghiên cứu sáng tạo từ 42 năm về trước. Đây là cái giấy chứng nhận của nhà nước hồi năm 1976. À, 76 chúng tôi đã có được cái giấy khen về cái hoạt động nghiên cứu sáng tạo Còn Mác. Thành ra từ đó về sau chúng tôi hăng hái hơn nữa để tham gia cái việc thế này. Rồi qua tới năm 1977, tức là cách đây 41 năm á, thì chúng tôi cũng có những cái sáng tạo, sáng chế và đi dự tổ chức triển lãm, báo cáo trong cái triển lãm khoa học kỹ thuật tuổi trẻ của thành phố Hồ Chí Minh năm 1997. Rồi, tiếp theo là chúng tôi đạt được câu lạc bộ các nhà phát minh, liên hiệp các nhà phát minh Hoa Kỳ. Đấy, kết nạp làm hội viên. Thì gồm có Bùi Quang Hội, Quỳnh Kim Vạn, Trương Thị Điệp. Đấy, đó là giấy chứng nhận. Rồi, bây giờ sau đó thì chúng tôi có được đài truyền hình tuổi trẻ của báo tuổi trẻ đó. Đấy, có đăng tin về chúng tôi. Cựu giáo chức thành phố Biên Hòa Đồng Nai bao gồm thầy Bùi Quang Hội, cô Huỳnh Kim Vạn, Trương Thị Điệp, Trần Thị Bốn và cô Bùi Thị Kim Oanh đã cùng nhau thành lập nhóm sáng tạo Cầu Mác. Nhóm được thành lập với niềm đam mê sáng tạo của các nhà giáo già, luôn mong muốn đem lại những sáng tạo có ích phục vụ cho đời sống. Quen biết nhau từ thời học trung học phổ thông, năm thầy cô là những người bạn thân thiết. Nhưng chỉ tới khi về hưu, các thầy cô mới có thời gian để cùng nhau sống với niềm đam mê thời trẻ của mình. Đó chính là niềm đam mê sáng tạo. Mặc dù chỉ là một nhóm sáng tạo nghiệp dư, thế nhưng những sáng kiến của các thầy cô khiến nhiều người phải bất ngờ. Trong số đó phải kể đến các sáng chế như máy rửa rau bằng sóng siêu âm, nước giặt Magic không lần giặt, xe không tốn năng lượng, thang máy dành cho người già, máy phát điện chạy bằng nước. Những sáng chế của các thầy cô đều rất thiết thực trong cuộc sống, nhiều khả năng ứng dụng vào thực tế. Những thành viên trong nhóm chúng tôi rất đam mê, do đó là đã theo đuổi theo một thời gian dài và nhất là đã qua thử thách trong cái thời gian trước đây, cái cơ chế còn khó khăn thì chúng tôi không phát triển được, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ được tồn tại tới ngày hôm nay. Rồi ngày nay cơ chế bắt đầu mở cửa, thành ra là chúng tôi rất là mạnh dạn, do đó thành lập hẳn luôn một cái nhóm gọi là nhóm sáng tạo Cầu Mác. Như chiếc máy rửa rau bằng sóng siêu âm của các thầy cô chế tạo dành cho các bà nội trợ, dựa trên việc sử dụng sóng siêu âm, mọi bụi bẩn đều được tẩy rửa sạch sẽ chỉ trong 10 phút. Đặc biệt nếu trên thị trường một chiếc máy rửa rau có giá cả vài triệu đồng, thì máy rửa rau của các thầy cô sáng tạo ra lại chỉ có giá 100.000 đồng. Hay chiếc thang máy dành cho người già này cũng là một trong những sáng tạo mà nhóm tâm đắc. Đối với người già, việc di chuyển khá khó khăn, chi phí để lắp đặt thang máy công nghiệp lại rất đắt đỏ, không phù hợp với nhiều gia đình. Xuất phát từ thực tế đó, các thầy cô đã cho ra đời chiếc thang máy dành cho người già, giúp họ có thể di chuyển dễ dàng hơn. Mỗi sáng chế là một câu chuyện, các thầy cô đều gắn những sáng chế của mình với việc bảo vệ môi trường và ứng dụng thực tiễn. Nước giặt Magic không lần giặt, không lần rửa là sáng chế đặt dấu ấn cho sự thành công của nhóm sáng tạo Cầu Mác. Năm 2013, sáng chế này đã được tổ chức bằng sáng chế và thương hiệp Hoa Kỳ cấp chứng nhận công trình sáng chế và bán ra thị trường với giá hơn 1 tỷ đồng. Từ thành công đó đã tạo thêm động lực cho các thầy cô cho ra đời những sản phẩm sáng tạo hữu ích hơn. Cái phát minh mà chúng tôi tâm đắc nhất hiện nay đó là nhà máy phát điện chạy bằng
cái phát minh này á, nó được có cái là nó giải quyết được tận gốc cái vấn đề biến đổi khí hậu, mà nó lại là sử dụng một cái nguồn vô tận. Rồi cái quan điểm quan trọng nhất là cái giá thành sản xuất của nó, một kWh giờ điện nó rẻ hơn cái năng lượng của thành. Máy phát điện chạy bằng nước vừa có khả năng tích điện, vừa phát ra một lúc hai nguồn năng lượng sạch. Sáng chế vừa được cấp giấy chứng nhận của Sở Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh là sáng chế đầu tiên về phát điện bằng nước. Nhóm sáng tạo cồn mát của các thầy cô luôn mong muốn những sản phẩm của mình có thể tìm được nhà đầu tư để chuyển giao công nghệ. Số tiền chuyển giao từ việc bán sáng chế sẽ được trích ra để làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Năm thầy cô giáo thuộc hội cựu giáo. Rồi bây giờ chúng tôi xin giới thiệu về cái truyền hình Vĩnh Long cũng có nói về nhóm nghiên cứu độc lập sáng tạo cồn mát này như sau. Tôi mời quý vị cùng suy ngẫm. Một thông tin về khảo cổ học phát hiện dấu tích hai tàu cổ ở vùng biển Bình Châu. Cần cảnh giác với tai nạn từ sát tàu vào dành cho người lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình. Sẽ là những sáng chế mới phục vụ hiệu quả cho cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, nếu như ở những sáng chế trước mà chương trình từng thông tin thì đa phần tác giả là nông dân, nhưng hôm nay chủ nhân của những sáng chế hữu ích này chính là nhóm năm thầy cô giáo về hưu ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với tên gọi nhóm sáng tạo cầu mát. Và trong số những sáng chế của các thầy cô phải kể đến một số sản phẩm tiêu biểu như là máy rửa rau bằng sóng siêu âm, nước giặt Magic không lật giặt, xe không tốn năng lượng, thang máy dành cho người già, máy phát điện chạy bằng nước, dần dần. Với chiếc máy rửa rau sử dụng sóng siêu âm, các thầy cô chế tạo dành cho các bà nội trợ, mọi bụi bẩn đều được tẩy rửa sạch sẽ chỉ trong 10 phút và chỉ có giá 100.000 đồng. Còn chiếc thang máy dành cho người già cũng là một trong những sáng tạo mà nhóm tâm đắc. Với chi phí thấp, chiếc thang máy phù hợp với túi tiền và giúp người già di chuyển dễ dàng hơn. Còn với nước giặt Magic không lần giặt, không được rửa, là sáng chế đặt dấu ấn cho sự thành công của nhóm sáng tạo cầu mát, được tổ chức bằng sáng chế và thương hiệu Hoa Kỳ các chứng nhận công trình sáng chế và bán ra thị trường với giá hơn 1 tỷ đồng. Riêng máy phát điện chạy bằng nước vừa có khả năng tích điện, vừa phát ra một lúc hai nguồn năng lượng sạch. Sáng chế vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận là sáng chế đầu tiên về phát điện bằng nước. Nhóm sáng tạo cầu mát mong muốn những sản phẩm của mình có thể tìm được nhà đầu tư để chuyển giao công nghệ. Số tiền chuyển giao từ việc bán sáng chế sẽ được trích ra làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Thưa quý vị, được biết là năm thầy cô là bạn từ thời cắm sách đến trường. Sau khi về hưu thì vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cùng có suy nghĩ là chơi vui, tâm hồn được thảnh thơi, nhưng mà trí tuệ sẽ bị bào mòn theo thời gian, cho nên là nhóm đã bàn với nhau phải làm một điều gì đó có ích cho xã hội. Chính vì vậy, từ năm 2010, các thầy cô đã bắt đầu công việc nghiên cứu và chế tạo những sản phẩm trên. Sản phẩm chủ yếu của các thầy cô phục vụ cho nhà nông, giới nội trợ, và tất cả các sản phẩm đều thân thiện với môi trường. Chính nhờ tâm huyết và suy nghĩ đến cộng đồng mà các thầy cô có thể sáng tạo ra những sản phẩm rất hữu ích như thế này. Rất mong là các thầy cô sẽ có nhiều sức khỏe để sáng tạo thêm nhiều sản phẩm khác giúp ích cho cuộc sống. Và thưa quý vị, nói về sự sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung, chúng ta không thể không nhắc đến những người nông dân. Mặc dù không có kiến thức chuyên sâu và thiếu thốn gì. Bây giờ hết cái đó, bây giờ đến cái video của Liên hiệp Hội Khoa học Công nghệ Việt Nam của Trung ương á, nói về cái nhóm nghiên cứu sáng tạo độc lập STC. Họ đưa lên trên trang web của họ đó. Bây giờ cái trang web của hậu nó lại có cái bài của mình nè, nhà máy phát điện chạy bằng nước của ông giáo già. Bây giờ đọc nha, đọc cái nội dung ha.
một nhóm 5 cụ giáo chức ở thành phố Biên Hòa, trong đó giữ vai trò chủ đạo là ông giáo già Bùi Quang Hội, đã tiến hành công trình nghiên cứu nhà máy phát điện chạy bằng nước. Theo nhóm tác giả, sáng kế này nếu được đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết được vấn đề mà toàn cầu hiện đang quan tâm, đó là biến đổi khí hậu. Rồi, đại khái vậy đi, nó còn nữa, nhưng mà mình còn phải tiếp. Cái này là cái bài báo, báo Tài Hoa Trẻ của báo Giáo Dục Thời Đại của Bộ Giáo Dục Đào Tạo ở tại Hà Nội đó, có viết bài nói về nhóm sáng tạo này, các nhà giáo hưu trí đây, những sáng kiến hữu ích. Đó là báo của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Rồi sau tiếp theo tới báo Tuổi Trẻ Thời Đại. Đây là cái video, đây là phóng viên của Bộ Giáo Dục đấy, đến làm việc với chúng tôi ở tại nhà riêng. Rồi đại khái vậy đi. Tiếp theo báo Dân Trí của Hội Khuyến học Trung ương ở Hà Nội đó, cũng có nói về cái nhóm sáng tạo Cầu Mát. Thì ba bà nội trợ, họ kêu bằng ba bà nội xuất thân từ ba nhà giáo về hưu. Trương Thị Điệp, Quỳnh Kim Giang, thầy Quân Hội ở của giáo chức Biên Hòa Đồng Nai vừa được. Đó là nội dung của báo đăng đó. Báo đăng. Rồi báo Dân Trí. Báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ đăng tin về nhóm nghiên cứu độc lập STCM. Đây thì là đây là cái trang bìa của báo Tuổi Trẻ đăng về nước Magic không lần giặt không lần rửa của nhóm sáng tạo Cầu Mát. Rồi đó là nãy là cái trang đầu, bây giờ vô trang trong là trang 13 thì có nói chi tiết. Đó, nói chi tiết là cái bài nó nội dung cái bài nó như thế này. Rồi còn báo thì chúng tôi có rất nhiều giấy tờ bằng khen rồi đó. Đấy, rồi huy chương đấy, cũng có. Thì khi chúng tôi nhóm mà sáng chế sáng tạo ra được cái gì thì cũng phải là đăng ký bản quyền, xin bà tăng của Việt Nam mình ở cục sở trí tuệ, rồi cũng phải đăng ký ở Mỹ, ở nước ngoài để mà mình đề phòng bị copy. Đây là công báo của sở trí tuệ, của sở công nghiệp, của cục sở trí tuệ về phương tiện giao thông vận tải công cộng số lượng lớn tàu điện tử. Công báo đăng ra thì họ cũng cục sở trí tuệ họ cũng giúp đỡ hỗ trợ bằng cách là đưa lên công báo để giới thiệu cho nhiều người biết, từ đó là ai có nhu cầu thì họ liên hệ để mua. Rồi bây giờ đây là công báo về sáng chế của sáng chế về chế phẩm làm sạch, tức là nước magiết giặt rửa không lần giặt không lần rửa đó. Đấy, cái công thức của nó đây, và những chất gì. Rồi bây giờ công báo về sáng chế năm là nói về phương tiện vận tải công cộng số lượng lớn dạng tàu, đây là metro STCM á, nó tóm lại là metro chạy trên sông thôi, không có gì đặc biệt lắm đâu. Đấy, tại vì thành phố Hồ Chí Minh rồi miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh rồi đồng bằng sông Cửu Long là có đến mười mấy ngàn km kinh rạch có sẵn, không phải làm đường chi cho nó tốn kém nữa. Đấy, metro tốn kém làm đường, còn này mình có đường sẵn thì mình lấy mình làm, tận dụng ưu thế của thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai và miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Đây là quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ của cục sở hữu trí tuệ về số đơn phương tiện giao thông đến dựng tàu điện tử, ông cục trưởng Đăng Thanh Hải ký. Rồi cái quyết định nữa là chấp nhận đơn hợp lệ,
tôi đăng ký sửa công nghiệp đó, ký ba tăng á, rồi làm tàu, đây là cái sáng chế thứ năm, lại sáng chế thứ tư rồi giờ sáng chế thứ năm, rồi tiếp theo rồi ba tăng Mỹ, rồi ba tăng Mỹ thì họ tiếp nhận về ship về energy năng lượng sóng biển giá rẻ của mình, đúng rồi, nhà máy phát hai tên tiếng Việt mình là nhà máy phát điện chạy bằng sóng biển giá rẻ đó, 2 cent trên kWh giá thành sản xuất của nó đó. Rồi còn đây là ba tăng Mỹ sáng chế một clean energy for glow and kitchen with art manual engine, tức là chứng nhận về cái nước ba viết không lần giặt không lần rửa của nhóm mà đấy, thì nó hơi vất vả chút á, tức là phải đăng ký ở Mỹ nữa, ở nước ngoài nữa thì mới quên nước ngoài họ ít có copy của mình hơn. Rồi ba tăng Mỹ sáng chế năm public reputation metropolitan đây cái của Mỹ luôn đấy, cấp cho vấn đề cái ba tăng về metro etc. Rồi ba tăng của Mỹ về tàu điện tử etc. Public transportation mylab etc. Ba tăng quốc tế BCT về cái nước mà giết giặt rửa không làm giặt không làm rửa đó. Cái này là quốc tế là mình coi như mình chỉ đăng ký thôi. Rồi tờ khai đăng ký nhà máy phát điện đó, tờ đây là cái tờ khai mà đăng ký nhà máy phát điện sóng biển giá rẻ ở tại cục sở trí tuệ đó, thành phố Hồ Chí Minh, gửi đồng thông qua cái cục sở trí tuệ tại văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh đó, việc chấp nhận đưa hợp lệ nè. Rồi vậy là coi như với chúng tôi đã giới thiệu xong về cái nhóm sáng tạo cầu mát, nhóm thanh niên của độc lập sáng TTCM đó. Rồi xin kính chào và cảm ơn quý vị đã xem video.